Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, đặc biệt ở các khu vực miền Trung và miền Nam. Trận lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Vào ngày 29 tháng 7, đỉnh lũ số 1 của sông Trường Giang bắt đầu xuất hiện tại hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng lũ chảy vào hồ lên tới 73.800 m khối trên giây, gần với mức dự tính tối đa là 76.000 m khối trên giây. Đây cũng là đỉnh lũ lớn nhất đập Tam Hiệp gặp phải kể từ khi được xây dựng. Hiện đập Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ và lập kỷ lục mới với lưu lượng xả lên tới 50.400 m khối trên giây. Theo trang web Thủy văn sông Trường Giang, vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt đến 73.800 m khối trên giây, lưu lượng xả lũ đạt 50.400 m khối trên giây. Cả lưu lượng chảy vào và chảy ra của hồ chứa đều lập kỷ lục lịch sử. Từ các video xả lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp cho thấy, hồ đã phải mở 11 cửa xả với lưu lượng 50.400 m khối trên giây. Đây cũng là lưu lượng xả lớn nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Ngày 29 tháng 7, đỉnh lũ số 1 của sông Trường Giang đã tới ven đô thành phố Trùng Khánh. Mực nước trong thành phố tiếp tục tăng lên. Đỉnh lũ dự kiến sẽ đến vào đêm ngày 29 tháng 7 hoặc rạng sáng ngày 30 tháng 7. Đoạn video dưới đây cho thấy tình cảnh Trùng Khánh hiện đang bị ngập lụt thê thảm. Theo truyền thông đại lục, đỉnh lũ của sông Trường Giang đã đổ bộ vào Trùng Khánh, gây ngập lụt nhiều danh lam thắng cảnh như Hồng Nhai Động, Triều Thiên Môn và Từ Khí Khẩu. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, tượng Phật Lạc Sơn nổi tiếng đã bị trận lũ làm ngập tới các ngón chân. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này kể từ năm 1949 đến nay. Thưa quý vị, Trung Quốc đã hy sinh các khu nông thôn để bảo vệ thành phố và phương pháp nhất quán mà chính quyền Trung Quốc dùng để xử lý lũ lụt. Trong thảm họa lũ lụt năm nay ở miền Nam, các hồ chứa khắp nơi thường xả lũ mà không báo trước đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Nhiều nơi đê bị vỡ cũng bị nghi ngờ có yếu tố con người tạo nên. Vài ngày trước, trên mạng Internet xuất hiện một video cho thấy chính quyền chủ động đào đê ở Hồ Bà Dương dường như đã trả lời cho câu nghi vấn trên. Vào ngày 25 tháng 7, một video chia sẻ trên Weibo và nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội ở nước ngoài. Đoạn video cho thấy một máy xúc với lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đào đê để lũ chảy vào vùng đất nông nghiệp. Bên cạnh con đê, vẫn còn những công trình tạm thời để gia cố đê, cho thấy chính quyền địa phương bảo vệ trước rồi sau đó vứt bỏ con đê. Cách máy xúc không xa, có người dùng điện thoại di động để quay hiện trường, còn có những người như phóng viên đang lắp máy quay. Phụ đề video nói rằng đây là hiện trường chủ động phá vỡ bờ kè ở Hồ Bà Dương, Giang Tây. Trên Weibo, có cư dân mạng cho biết Đài Phát thanh và Truyền hình Lạc Sơn đã đưa tin. Tỉnh Giang Tây vì để bảo vệ thành phố Cửu Giang đã chủ động làm vỡ đê Hồ Bà Dương. Tuy nhiên, phóng viên của chúng tôi không tìm thấy thông tin liên quan trên các kênh truyền thông lớn của Trung Quốc. Điều này có thể chỉ ra rằng chính quyền không muốn cho nhiều người biết về điều này. Phụ đề video cho biết, để đảm bảo an toàn, chỉ có cách hy sinh hàng trăm ngàn đồng ruộng. Nhưng khi video đã được đăng trên Twitter ở nước ngoài, một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi, ngoài hàng triệu đất nông nghiệp còn bao nhiêu mạng người ở đó, ai sẽ đảm bảo cho họ? Trước đó, lưu vực sông Dương Tử bao gồm Hồ Bà Dương đã có nhiều vụ vỡ đê và người ta đã nghi ngờ rằng có thể liên quan tới yếu tố chính quyền Trung Quốc chủ động xả lũ. Đặc biệt là ở huyện Bà Dương, gần Hồ Bà Dương, cảnh báo kiểm soát lũ cấp 2 đã được nâng lên cấp 1 vào ngày 19 tháng 7. Ngày hôm sau, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin có 14 con đê ở huyện Bà Dương bị thủng. Có video còn cho thấy huyện Bà Dương thành một đại dương lớn, nhiều ngôi làng đã bị ngập lụt, còn có các tòa nhà sụp đổ. Trước đó, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời chuyên gia thủy lợi Trịnh Hiểu Đào cho rằng, kinh nghiệm phòng chống lũ năm nay là có thể tuân thủ thì phải tuân thủ, phải bỏ thì phải bỏ. Đất nông nghiệp phải trả lại cho hồ thì phải để lũ chảy vào. Ngoài việc phá vỡ đê, việc các hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo lại càng phổ biến, cũng có nhiều chính quyền địa phương chọn cách xả lũ bất ngờ vào giữa đêm hoặc sáng sớm, khiến dân làng không kịp chuẩn bị, gây ra thương vong về người và thiệt hại về tài sản. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng đây là quy định bất thành văn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thiên tai thảm họa liên tiếp kéo đến Trung Quốc, bệnh dịch, lũ lụt và động đất đồng loạt tấn công, có thể nói là họa vô đơn chí. Theo thông tin do Trạm Địa chấn Trung Quốc công bố vào ngày 28 tháng 7, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã có 14 trận động đất xảy ra trên cả nước, hầu hết có cường độ trên 3 độ Richter.
Theo các ghi chép trong lịch sử, vào những năm cuối của các triều đại Trung Quốc đều xuất hiện thảm họa trùng trùng. Ngoài ra, nhật thực hình khuyên hàng trăm năm hiếm gặp đã xuất hiện vào tháng 7 năm nay. Theo dự đoán của nhà chiêm tinh đời Đường Lý Thuần Phong, không quá 3 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong. Vào lúc 10 giờ 39 phút sáng ngày 28 tháng 7, trạm địa chấn Trung Quốc đo được trận động đất mạnh 4,2 độ Richter tại quận Đông Xuyên, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tại tâm chấn 26,2 độ Vĩ Bắc và 103,13 độ Kinh Đông với độ sâu 14 km. Được biết, trận động đất này có rung chấn rất mạnh. Có 20 ngôi làng và thị trấn trong phạm vi 20 km đều có chấn động mạnh và người dân địa phương rất sợ hãi. Một số cư dân mạng đại lục than thở rằng mục tiêu lớn nhất vào năm nay là sống sót. Theo dữ liệu của trang mạng trạm địa chấn Trung Quốc, trong vòng một tuần kể từ ngày 22 tháng 7, có tổng cộng 14 trận động đất đã xảy ra ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Tân Cương, Tây Tạng và các nơi khác, hầu hết đều có cường độ lớn hơn 3 độ Richter, trong đó có 4 trận động đất trên 4 độ Richter. Các quan chức Trung Quốc cho rằng đây là những trận động đất rất nông với độ sâu tiêu cự dưới 15 km. Tuy nhiên, do mưa bão liên tục hơn một tháng, các thảm họa địa chất như sạt lở núi và đất đá trôi đã xuất hiện thường xuyên hơn ở một số khu vực dễ xảy ra động đất, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài ra, các trận động đất thường xuyên ở Tứ Xuyên và Quý Châu trên thượng nguồn sông Dương Tử cũng làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của con đập Tam Hiệp. Trước đó, một số chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rằng mối nguy cơ lớn nhất của đập Tam Hiệp là động đất và sạt lở núi xảy ra ở thượng nguồn. Đến nay, những tai họa này đều đã xuất hiện. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 28 tháng 7, 4 ngôi làng ở tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc đã bị chôn vùi trong trận lở đất, khiến khoảng 500 người dân cư trú tại các ngôi làng này mất nhà chỉ trong vòng vài phút. Đồng thời, mưa lớn xảy ra tại các khu vực khác khiến nước sông tràn bờ gây ngập úng hoa màu. Lở đất cũng xảy ra tại các khu vực khác của tỉnh Quý Châu và Hồ Bắc. Hiện tại, chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt tại các khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trung Khánh, Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Dân số các tỉnh này chiếm 1/2 dân số toàn Trung Quốc, khoảng 695 triệu người. Nhưng giới chức cho biết chỉ khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Hơn nữa, những người dân ở gần khu vực lở đất tại Quý Châu cho biết chính quyền địa phương không cho phép họ đến gần khu vực bị thảm họa và từ chối cung cấp thông tin về tình hình tại đó. Sau 4 giờ sáng ngày 28 tháng 7, mưa lớn đã gây lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại thị trấn Càn Long, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo rằng 133 ngôi nhà đã bị phá hủy và 507 người đã bị mất nhà. Tuy nhiên, người dân tại làng này cho biết trên thực tế mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 7, Lý Tuấn, một người dân làng Thập Bản ở Càn Long cho biết nhiều ngôi nhà tại làng này bị hư hại. Hầu như toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, chỉ còn lại 3 hoặc 4 ngôi nhà. Đội cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều người bị chôn vùi trong bùn đất, nhưng họ đều đã chết. Càn Long là một thị trấn cách xa trung tâm thành phố Đồng Nhân nhất. Đội cứu hộ đến nơi là sau 10 giờ sáng ngày 28 tháng 7, tức là hơn 5 tiếng sau khi xảy ra sạt lở. Tuấn nói, thật đau buồn, nhiều dân làng đã bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn mẫu đất bị ngập úng và con đường giao thông chính nối thị trấn với thành phố cũng bị hư hại. Lở đất cũng xảy ra tại hai ngôi làng khác là Càn Long Thượng và Càn Long Hạ gần làng Thập Bản. Một chủ cửa hàng ở Càn Long Thượng tên là Kim Hồ cho biết, hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã đến hai ngôi làng này, nhưng họ không hề cho biết thông tin về hậu quả của trận thiên tai. Người chủ cửa hàng này cũng cho biết ngọn núi Phượng Hoàng Linh gần đó đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Một số người dân trong làng đã rời đến sống với người thân ở rất xa ngọn núi. Một chủ nhà hàng tại làng Musu, cách làng Thập Bản hơn 3 km cho biết làng Thập Bản đang bị phong tỏa, giới chức không cho phép bất cứ ai tới ngôi làng. Chúng tôi thậm chí không được phép giơ điện thoại của mình lên kể cả từ xa. The Epoch Times đã liên lạc với phòng khám Càn Long, một trung tâm y tế gần làng Thập Bản nhất. Lễ Tân cho biết hầu hết nhân viên của họ đã được điều động đến nơi xảy ra thảm họa, nhưng cô từ chối tiết lộ thông tin cụ thể. Cô chỉ nói tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!